Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, lực lượng cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ tuyên truyền, quản lý, hướng dẫn quần chúng nhân dân chấp hành luật giao thông đường bộ, tiến hành tuần tra, kiểm soát và điều tra xử lý tai nạn giao thông. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Với nhiệm vụ được giao, những năm qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tham mưu lãnh đạo công an tỉnh, chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên phối hợp với các cấp ngành tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, quần chúng nhân dân, thực hiện nghiêm túc luật giao thông đường bộ. Năm qua, tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ ở các trường học, các khu vực dân cư dọc tuyến quốc lộ và các địa bàn trọng điểm phức tạp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Từ công tác tuyên truyền vận động đã tạo sự chuyển biến tích cực, đại đa số quần chúng nhân dân chấp hành tốt khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội, số lượng phương tiện ngày một tăng cao, trong khi một bộ phận người tham gia giao thông chưa ý thức chấp hành theo quy định. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tham mưu lãnh đạo công an tỉnh nhiều phương án, các giải pháp, biện pháp nhằm ngăn chặn, kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, nhưng tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, các vụ tai nạn giao thông xảy ra ở địa phương còn tăng. Ra thì đảng ủy lãnh đạo đơn vị cũng đã họp đơn vị và xây dựng hàng loạt các cái kế hoạch chuyên đề, chẳng hạn như là cái kế hoạch chuyên đề về đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp xe mô tô trên các tuyến giao thông, cũng như là cái kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe mà trên đường có trong cơ thể có nồng độ cồn cũng như là ma túy. Và bên cạnh đó là cũng đã xây dựng các cái kế hoạch chuyên đề như là phòng chống đua xe trái phép rồi. Và bên cạnh đó thì cũng đảng ủy lãnh đạo vừa nêu cao cái việc tuyên truyền cái ý thức tự giác của cán bộ chiến sĩ và chỉ đạo tăng cường cán bộ chiến sĩ là bám tuyến địa bàn 24/24 và trong quá trình tuần tra kiểm soát thì phải luôn nêu cao cái tinh thần phòng chống tội phạm. Có nghĩa là khi kiểm tra phương tiện hay là người điều khiển phương tiện thì phải lúc nào cũng phải xác định đó là những cái phương tiện mà có cái dấu hiệu vi phạm mang tính chất tội phạm thì phải căn cứ vào đó để chúng ta đấu tranh chứ không phải là mang tính chất là xử lý hành chính đơn thuần. Thực tế cho thấy, trên các tuyến đường vẫn còn một số người dân coi thường pháp luật, tính mạng và tài sản của mình, không chấp hành luật giao thông đường bộ, đậu đỗ sai quy định và nhiều trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bên cạnh đó thì phòng cảnh sát giao thông cũng có kế hoạch triển khai đảm bảo tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính. Trong quá trình thực hiện kế hoạch về kiểm soát sử dụng chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện và nồng độ cồn ấy, thì triển khai vào thời điểm đang dịch này thì người vi phạm thường là có cái e ngại về lúc mà yêu cầu về thổi nồng độ cồn. Tuy bên cạnh đó thì tổ công tác cũng như đơn vị đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo công tác phòng dịch, nhưng mà về mặt khách quan thì người vi phạm người ta vẫn có những cái ngại ngùng về cái vấn đề lúc mà yêu cầu thổi về nồng độ cồn. Ngoài nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đem lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân, không kể ngày hay đêm, ngày nghỉ hay lễ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, từ đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời đã phát hiện ngăn chặn kịp thời nhiều đối tượng có hành vi phạm tội, đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm đang trên đường lẩn trốn. Không những thế, lực lượng này còn là những tuyên truyền viên tích cực, thường xuyên nhắc nhở, mang đến cho bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ. Đồng thời là những người luôn ở các tuyến đầu, cùng đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ bà con vượt qua mọi khó khăn khi có dịch bệnh hay thiên tai bão lũ xảy ra. Bây giờ có đoàn nó vô, thì chị xin cảm ơn thật lòng, cảm ơn tới đoàn của tỉnh, đoàn thanh niên của tỉnh Kon Tum đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình
chị và những gia đình đang gặp khó khăn, thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra. Để lực lượng cảnh sát giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm, Công an tỉnh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức, thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông để phục vụ tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung trong tình hình mới. Tuy nhiên, để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thật sự có hiệu quả, đem lại sự bình yên trên địa bàn, tránh những hậu quả, thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra, ngoài nỗ lực của các ngành chức năng và lực lượng cảnh sát giao thông vẫn chưa đủ, điều quan trọng hơn cả là ý thức tự giác chấp hành, sự phối hợp của mỗi người dân khi tham gia giao thông.